Kính bạch thầy, con vào ngày đầu tháng có đi chùa và nhặt được một chiếc điện thoại của một Phật tử và đem về nhà để họ gọi lại. Và họ có gọi lại nhưng con lại không có duyên nghe được. Con cũng có gọi lại cho số đã gọi vào nhưng họ không nghe máy và họ cũng không gọi lại nữa. Giờ cái điện thoại đó có được coi là của con không? Cái này là cái trường hợp gọi là nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi đó. Thì thứ nhất mình giờ xét các cái chi phần nha, nó có phải là vật có chủ hay không? Phải. Rồi mình có ý thức được đây là vật có chủ hay không? Có ý thức được. Cái thứ ba, bây giờ mình có ý muốn lấy hay không? Có ý muốn lấy. Rồi mình đã cố ý lấy chưa? Và mình đã lấy được chưa? Xem như mình phạm hết cái chi phần nó còn gì. Thì sư lại hỏi quý vị thêm một chuyện nữa nè. Quý vị gọi lại bao nhiêu lần cái số điện thoại? Quý vị có gọi mà nó ọ e luôn chưa? Tức là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Hay là quý vị chỉ gọi có một lần hoặc một vài lần người ta không bắt máy rồi mình im ru luôn. Mình gọi lại bao nhiêu lần, gọi từ sáng tới chiều, gọi liên tục chưa? Tại sao cái này nó quan trọng lắm nè? Tại vì á, nếu như mà cơ quan điều tra vào cuộc nha, xin lấy ví dụ nha, cơ quan điều tra vào cuộc thì mình còn lấy cái cớ là tôi gọi nè, ngó lịch sử cuộc gọi nè, tôi gọi cả trăm cuộc gọi vào trong cái số này nha mà người ta không bắt máy nha, một cả trăm cuộc gọi nhỡ nha, thì mình còn nói được. Chứ còn mở ra thì tôi gọi lại một cuộc á, nhưng mà người ta không bắt được, cho nên tôi nghĩ chắc bây giờ nó thành của tôi, thì nó lại là vấn đề khác. Cái đó nói thiệt á, nói con nít cũng không tin nữa. Cho nên thứ nhất là mình có sự nỗ lực trả lại cái đồ mình đã nhặt hay chưa, cái sự nỗ lực đó đã tới nơi tới chốn hay chưa. Và một điều nữa là sư có lời khuyên tốt nhất là mình nên đem cái đó đưa đến cơ quan công an nha, chứ để mất công rồi mình thà mình gõ cửa họ chứ đừng có để họ gõ cửa mình nha. Mình gõ cửa công an mình đưa cái điện thoại thì nó ổn, chứ còn công an gõ cửa mình để mà hỏi mình cái điện thoại là nó không ổn nha. Đó là nói về cái chuyện đời. Rồi nói thêm về cái chuyện đạo nữa là mình có cái tâm tham hay là không. Sư nói nó hơi kỳ nha. Thôi bây giờ sư dẹp cái chuyện của quý vị qua một bên đi, sư nói cái chuyện của sư. Bây giờ có Phật tử họ chuyển khoản cho sư nha, họ chuyển khoản vô cái số tài khoản của sư mà họ im re, họ không có nhắn một cái chữ gì trong đó hết, trong khi đó sư đã nói rồi là bây giờ cái chuyển khoản vô sư có rất nhiều những cái vấn đề. Một là cúng cho chùa hay cúng cho chư tăng hay là cúng cho cá nhân sư hay là đóng góp vô cái quỹ Hoằng pháp hay là đóng góp vô cái quỹ dịch thuật đó, nói để tôi biết là nó đưa vô cái gì để tôi còn biết đường tôi xài. Cái này chỉ chuyển khoản vô không, không có một cái chữ gì bên dưới hết. Nếu theo cách nghĩ của quý vị chắc vậy thôi, ông sư ông hạnh tuệ ông lấy ông xài, nhưng cái vấn đề là sư nhìn thấy tâm tham của mình. Khi có cái suy nghĩ khởi lên là mình lấy cái đó vào cái khoản chi tiêu cá nhân, sư thấy tâm tham khởi lên, cho nên thời điểm đó tâm tham, giải quyết tâm tham của mình quan trọng hơn. Chính vì lẽ đó sư đem cái đó đưa vào trong cái quỹ Hoằng pháp hoặc quỹ dịch thuật. Tại vì á, như vậy thì ít nhất cái lòng của mình á, nó thanh thản. Cái người tu á, đôi khi cái chuyện mà lòng thanh thản á, nó quan trọng hơn những cái chuyện khác rất là nhiều.
quý vị cứ hỏi mình làm như vậy thì cái lòng của mình nó có thanh thản hay là chưa ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Xin cũng cảm ơn Đại Đức Hành Tuệ. Xin thưa quý vị, câu này thì nó thật lòng quá sáng tỏ rồi. Sư chỉ có lời khuyên là, sư có lời khuyên chân thành nha, là cái vị mà hỏi cái câu này nè, nếu mà nghe một lần á, nghe một lần á, mình cảm thấy là mình chưa có hiểu lắm á, thậm chí mình nghe thêm một lần và mình nghe vài lần, cái cách trả lời Đức Hạnh Tuệ á, nghe chậm rãi, nghe có sự suy tư tư duy, thì mình sẽ học được nhiều cái điều hay và mình thấy cái sự sâu sắc khi mà Đức phân tích. Câu này rất là đầy đủ thưa quý vị, cho nên là sư thật sự muốn bổ sung, muốn biết bổ sung gì thêm, thì cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.